đồng hương với
Hồ Hữu Nhất, kính cẩn cung đỉnh anh hùng danh tướng, anh phong thiên cổ tại, Bác Hồ vĩ đại Đông An hưởng ơi. Hồi thứ hai, kính cẩn cung đỉnh anh hùng nghĩa sĩ, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ vị quốc phong công, đầu hạ tưởng ơi. Hồi thứ ba, kính cẩn cung đỉnh tổ sư lễ sanh, tổ sư nhạc tông, chư vị long cung thổ phần đầu hạ tưởng ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng nghiêm trang kéo khăn nón, chúng ta hãy dỡ xuống để làm lễ đón thần. Hiểu con tổ sơ
Dạ xin lễ sĩ phục vị. Chúng tôi trân trọng kính mời bà con cô bác tự nhiên. Cái gì lão là bán giảng sự giai xương quốc thế dân vương phong điền vũ thuận đồng bào hưởng vinh quang tứ thời vô chiến sự chỉ đoàn phát tiết tổng thái tài chi khánh Thánh trước hương đăng
hoa quả cùng thứ phẩm chi ni thành đến dân thần lĩnh cảm ứng chúng sinh. Nguyện cầu thần linh phù hộ độ trì quốc thái dân an, thông hòa vũ thịnh, bá tánh phương ninh, gia gia an lạc, ngưỡng vọng tôn thần đáng cảm Long đâu
đạo quân chúc vì tế thứ quý mão liền kiến tâm dậu nguyệt binh lý sắp diệt quý mão giật lương thần cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc an giang tỉnh chợ mới huyện Long Giang xã cẩm dĩ trai phạn tư thành thành chúc thương cung thỉnh vị anh hùng dân tộc Nguyễn Công Trực thượng đẳng đại thần, cung thỉnh quan trưởng binh lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thượng đẳng tôn thần, cung thỉnh thành hoàng bổ cảnh xã Long Tiến xã Long Giang quảng hậu đánh sập hộ thiện đôn ngưng chi thần, cung thỉnh hai vị phó tướng Nguyễn Hiền Điều Lâm Quan Phi và chư vị linh thần, cung thỉnh chư quan cửu thần và linh gia chiến sĩ trận vong, cung thỉnh hai vị thân sinh phụ mẫu và hiền thê của cụ Nguyễn Đồng cảm ứng chứng minh trên chánh điện hương đăng nghi nút tấm lòng thành khấn chúc thần linh nguyện cầu với đức trưởng binh thành hoàng bổn cảnh anh linh tỏa đền quan thượng đẳng kế bên an vị cùng binh gia tướng sĩ bên chư thần chư thánh bệ trên đồng về dự lễ tiên linh hưởng phần. Ngày 27 thường năm tháng 8 dân chúng lo cúng đám dỗ thần cùng nhau tụ hội đông rầm chánh quyền sở tại Long Giang chủ trì việc tổ chức lễ nghi đã kỷ niệm người trung chính hy sinh hiếu trung đáng mặt hùng anh chiến công hiển hách sử sanh rạng ngời vàng nhập bảo đáng đời quân pháp thiền trái tiêu lửa tắt đỏ trời kim giang đồn lũy tới bời kiếm bạc dung chém rồi đời xăm lăng vì chữ hiếu đem thân hạng giặc cứu mẹ già bá tánh thoát hình, riêng ngày phải chịu đi sinh đầu rơi giữa chợ vẹn tình hiếu trung tiếng đồn xa chúng dân kính phục lập miếu thờ tế tự tri ân tri phong thượng đẳng đại thần hàng năm cúng dỗ uy danh rạng ngời nay dân chúng khắp nơi tụ
tranh lễ sĩ ba tuần rượu dân cầu chư vị thánh thần trên nước xin ra ơn ban phước cho dân xa gần tất cả thôn lân mưa hòa gió thuận mười thần tốt tươi cả đất nước an vui hạnh phúc các ngành nghề sung túc tiến lên nhân dân dân cúng thần linh đồng về họ hưởng chính lòng chúng con một di cảnh áo yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.